Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, là chúng ta đã có duyên mai gặp nhau ở đây. Hôm nay là ngày cuối rồi, cũng là buổi học cuối. Các vị thở cái phào nhẹ nhõm rất là mừng. Tại nhiều lắm là chịu đựng thầy Phước Tịnh tiếng hồ hơn nữa là xong. Thưa các vị, là chúng ta học mới có một đoạn chứng đầu ca thôi, tức là vô tội phước vô tổ ích, tịch diệt tánh trung mà không vấn minh, tỷ lai trần cảnh vị tằng ma, kim nhật phân minh tu khẩu tích. Và chúng ta sẽ học vô đoạn thứ sáu. Đoạn thứ sáu cũng rất là hay, tức là thùy vô niệm, thùy vô sinh, thật thị vô sinh, vô bất sinh, quán tá cơ quan mộc nhân vấn, cầu Phật thí công tạo vạn thành. Mỗi một đoạn thi kệ chứng đạo ca nó đều hay giống như nhau, nó đều dẫn cho chúng ta đi vào cái thể tánh chân như bất động như nhau. Và năm mươi mấy đoạn như thế thì các vị có thể chọn một đoạn nào các vị thích nhất, các vị học thuộc, các vị ngâm nga lại. Thay vì mình ca 6 câu vọng cổ thì nó mất nhiều thời giờ, còn hát một khúc hát ngắn thôi thì không có tốn thời giờ bao nhiêu. Điều thứ hai, 6 câu vọng cổ nó làm cho lòng chúng ta có khi chìm liệm, có khi rũ rượi theo với ca từ. Và ca từ nào nó cũng chất chứa trong đó nỗi niệm hết, chứ nó không có hề là rỗng trống, không có nội dung. Trong khi đó thì nội dung của những bài thi kệ thiền thì nó rất khác, nó làm cho tâm thức chúng ta thăng hoa, vươn lên cao. Thế mà mình lại không dễ thuộc được mấy cái đoạn thi kệ của thiền, nó rất là uổng. Rồi gần nhất các vị nghe thầy Đăng Huy, thầy Hô Canh á, mấy bài Hô Canh rất là hay, các vị thuộc chưa? Thanh tịnh nghiêm trang ngồi tịnh tu, tinh thần tịch chiếu đồng thái ngư. Thưa các vị, xuất xứ của những bài Hô Canh đó, đó là những bài thi kệ của Bồ Đề Đạt Ma. Ngài làm ở trong cái cuốn Thiếu Thất Lục Môn, và Trúc Thiên ngày xưa dịch nó là 6 cửa vào động Thiếu Thất đó. Tôi tức cười lắm, thưa các vị, vào những năm 69, 68 gì đó, lúc ở Sài Gòn đi học, mình cũng là loại mê tiểu thuyết Kim Dung lắm. Tức là thấy chữ 6 cửa vào động Thiếu Thất, mình nói rồi chắc ăn rồi, đây là tác phẩm truyện chưởng thôi, không có gì lạ. Thế rồi lượm về. Quá ra 6 cửa vào động Thiếu Thất nó là 6 bài pháp ngữ của Bồ Đề Đạt Ma viết ở động Thiếu Thất. Rồi người ta thì Thiếu Thất Lục Môn, ổng dịch là 6 cửa vào động Thiếu Thất thì nó đúng rồi. Thế nhưng mà mình mắc cái bệnh là cứ đọc truyện Nho Hiệp nó quen rồi, cho nên nhìn thấy 6 cửa vào động Thiếu Thất thì nó tác phẩm chưởng thôi, không mới lượm về. Và hóa ra, thưa các vị, trong đó nhiều văn bản mà sau này đọc trong Hán Tạng thấy rất là hay. Và cái điều mình muốn nói đây đó là những bài thầy Đăng Huy, thầy Hô Cắt để cho chúng ta tọa thiền xuất phát từ ngài Bồ Đề Đạt Ma. Ngài có những bài Hô Canh và Canh 1, Canh 2, Canh 3. Và cái bài đầu là Canh 1 nghiêm trang ngồi tịnh tu, hồi xưa cụ Trúc Lâm cụ dịch như thế: tinh thần tịch chiếu đồng thái hư. Đó là một bài thi kệ thiền. Và khi mình ngồi an ổn trên bồ đoàn thờ cụ, lắng nghe bài đó là tự nhiên các vị đi vô thiền tập rất là dễ, phải không? Tinh thần tịch chiếu đồng thái hư, rồi gì bản tánh xưa nay vốn bình đẳng đó, vân vân. Chút xíu chúng ta sẽ nhờ thầy Đăng Huy, thầy chép bài đó để cho chúng ta học. Nhưng mà trước tiên thì chúng ta học cái đoạn kệ thứ sáu, đó là thùy vô niệm, thùy vô sanh. Thùy vô niệm, thùy vô sinh, thật thị vô sinh, vô bất sinh, quán tác cơ quan mộc nhân vấn, cầu Phật thí công tạo bản thành. Mình giải thích chút xíu rồi chúng ta sẽ chép nghĩa. Thùy có nghĩa là ai, ai vô niệm, ai vô sinh. Chữ Tào nó cũng có cái hay thế này, ở bên đó là bộ ngôn, một bên là bộ truy. Chữ này là chữ tấn, nghĩa là đi vô, ai bước vô.
Và khi ai bước vô nhà các vị thì các vị làm chi? Mở miệng hỏi ai? Chữ tào nó có cái hay vậy. Và cái chữ ngôn này nó cũng hay nữa. Đầu tiên nó là loại vẽ hình nha. Hình cái miệng, phải không? Và âm thanh nó đi ra vậy này. Tức là từ cái miệng phát ra lời, bộ khẩu, rồi những làn âm ba nó tuôn ra. Là lời nói, là ngôn ngữ. Gợi ý một chút để cho các vị thấy chữ thùy nó nghĩa là ai? Ai đang vô niệm? Ai đang vô sinh đây? Thực ra vô niệm với vô sinh nó là một thể rỗng lặng tịch nhiên của tâm. Và khi các vị khởi ý là ai đang vô niệm đây thì có cái gì trong đó? Có tôi rồi vô trong đó. Thế thì nó đã không vô niệm rồi. Ví dụ như mình đang tọa thiền, rơi vào trạng thái an lạc, tĩnh lặng. Tâm mình nó đang hiện diện, chói sáng, nó đang nhận biết. Thế là hỏi chứ, cái này có phải là trạng thái an trú trong chánh niệm không? Thì nó có cái gì trong đó? Nó có cái vọng thức chen vô, nó có ý nghĩ thầm thì chen vô. Thì nó có cái chi rồi? Có ta, có tôi đó, mà khi có vọng thức, có ta, có tôi thì nó có một tràng dài. Này buồn, này giận, này ghét, này thương, này ưu tư, này phiền muộn. Nối đuôi nhau. Có cái tôi thì nó có cái của tôi nối dài. Ví dụ như các vị không có mặt thì làm gì có cái nhà của các vị, xe của các vị, tiền của các vị, người thương của các vị, con cái của các vị. Có phải vậy không? Các vị triệt tiêu tất cả những cái bên ngoài. Còn lại một con người trơ trọi thì các vị đâu có nói là cái của này, của này, của này gì đâu. Vân vân. Cho nên thưa các vị, cái sở hữu của ngã, tức là những cái sở hữu của ta, nó tôn vinh cái ta. Có cái ta cho nên có cái sở hữu của ta. Hai cái này nó luôn dính liền nhau nghe. Thông thường nó là vậy. Cho nên ngã với pháp nó là một cặp, luôn có mặt. Thế rồi mình triệt tiêu cái phần sở hữu của ta, thế thì cái ta nó không còn đất đứng. Tuy nhiên nó vẫn còn nhưng rất mong manh. Tôi ví dụ, các vị lạc trong rừng sâu, các vị ở một mình với hươu nai chồn cọp với cỏ cây thú rừng đúng đó, thì các vị có cần phải sáng để soi gương không? Dù ta có đẹp mấy thì cũng có con ma nào nó khen ta đâu mà soi với gương. Dù ta có bảnh trẻ mấy thì ta ở giữa núi rừng quăng vô như vậy, thế thì thưa các vị, không thấy ta hơn ai, không thấy ta thua ai. Tại vì chúng ta có khởi tâm ganh tị là do vì có người bên cạnh để ta đứng ta đối chiếu, họ thế này ta thế kia, họ có lỗ mũi cao hơn ta vân vân. Chứ còn một mình giữa đất trời thanh thang không còn ai nữa thì đố mà có khởi được cái tâm ganh tị. Thế thì rõ ràng là có cái ta cho nên có sở hữu của ta, có cái ta cho nên có mọi thứ phiền não phát sinh. Cho nên trạng thái an lạc của tự tâm khi nó có mặt, nếu thật sự người biết tu tập đang vô cái cơn tỉnh tọa hay là thiền định thì không có khởi vọng thức, nó là cái trạng thái này có phải là định hay không định. Mà thông thường thì những người Phật tử mới tu tập hay hỏi mình câu là cái thể chân như niết bàn con an trú được rồi, con làm sao con biết cái thể chân như niết bàn của chính con? Mà thưa các vị, hỏi như thế thì vô cùng vụng về. Tại vì mình khởi ý mình tìm thì liền mất như câu này. Nếu thật thì vô sinh vô bất sinh thì nó triệt tiêu hết cái chữ này nghe, chữ ai này. Và nếu nó còn cái chữ ai thì hãy hỏi quán tác cơ quan mộc nhân vấn, là hãy gọi cái người máy kia, cái tên robot kia, hỏi nó coi là ai đang vô sinh, ai đang bất diệt, ai đang chứng nghiệm trạng thái niết bàn vô lậu vân vân, thì hãy hỏi nó. Thì với người vẫn còn không có niềm tin như thế thì cái câu cuối ngày kết này thì cầu Phật bỏ công sức dù cho hà sa kiếp cũng không thể thành tựu được. Tại vì vẫn còn cái chữ này nó đeo dính vào đời sống của họ. Ý nghĩa của bốn câu này nó là như vậy đó, rất dễ hiểu. Ai vô niệm, ai vô sinh. Nếu dịch ra thì nó thế này: ai vô niệm, ai vô sinh. Hay là ai không niệm, ai không sinh. Chép cái bản dịch tặng cho các vị rồi nói chuyện trong nhà tiếp. Ai không niệm, ai không sinh. Ví thực không sinh, không chẳng sinh. Gọi người gỗ hỏi nguồn cơn ấy. Gọi người gỗ hỏi nguồn cơn ấy. Cầu Phật ra công mấy thuở thành.
Là ý của câu này đó là cái thể vô sinh, bất diệt, nó vắng bạc, tướng ngã nhân. Gọn một câu ngắn. Cái bản thể không sinh không diệt của các vị, cái trạng thái tâm Phật chiếu sáng của các vị, nó bật dứt cái tướng tôi, tướng ta, tướng ngã, tướng nhân gì trong đó. Mình đọc lại. Ai không niệm, ai không sinh, ví thực không sinh, không chẳng sinh, gọi người gỗ hỏi nguồn cơn ấy, cầu Phật ra công mấy thổ thành. Mình chợt nhớ một câu thi kệ của Thiền sư Quảng Nghiêm. Ông rất là hay nha, Thiền sư Quảng Nghiêm. Câu chữ Hán rất hay, nhưng mà mình chép bản dịch tiếng Việt tặng cho các vị thôi. Thoát kiếp hải bàn câu tịch diệt. Thoát kiếp hải bàn câu tịch diệt. Vô sinh rồi nói chuyện siêu sinh. Vô sinh rồi nói chuyện siêu sinh. Câu thứ ba là làm trai có chí xong trời thẳm. Làm trai có chí xong trời thẳm. Câu thứ tư là dẫm vết Như Lai cũng nhọc mình. Nó cũng có cái ý nghĩa gần gần giống như cái bài kệ của Ngài Huyền Giác. Cho nên mình nhớ thoát kiếp hải bàn câu tịch diệt, không sinh rồi nói chuyện siêu sinh, làm trai có chí xong trời thẳm, dẫm vết Như Lai cũng nhọc mình. Rất ư là thiền sư. Những người hiên ngang có khí vụ, muốn liễu thoát tử sinh thì dẫm vết Như Lai, tức là theo vết chân của Phật cũng mệt lắm. Cho nên hãy xong trời thẳm nghĩa là chi? Bay thẳng lên trời cao. Nam nhi tự hữu xung thiên chí. Cái nguyên văn của câu đó là nam nhi tự hữu xung thiên chí, hưu hướng Như Lai hành xứ hành. Của thiền sư Quảng Nghiêm Việt Nam nghe. Các vị thấy là thiền sư Việt Nam cũng ngầu chứ không thua ai đâu. Là nam nhi tự hữu xung thiên chí, hưu hướng Như Lai hành xứ hành. Người ta dịch rất hay là làm trai có chí xong trời thẳm. Xong là vượt lên, bay thẳng lên, thẳng lên trời cao á. Đừng có dậm theo vết chân của Như Lai. Nó hàm nghĩa là không có níu áo Như Lai nghe, không có vũ đuôi. Chúng ta vừa chia sẻ với nhau buổi sáng là đừng bao giờ vũ đuôi ông thầy nào cả. Nhất định là không có nắm áo ai. Một mình ta xong thẳng lên trời cao á. Và đừng có nghĩ rằng cái chữ nam nhi tự hữu là dành cho cái thế giới của đấng mày râu. Không. Người nào có chí hiên ngang muốn đi vào con đường tâm linh, muốn thăm dò vào tự thể pháp thân của chính mình, hay là sợ con đường sinh tử nối dài, muốn cắt đứt nó trong một kiếp này, thế thì người đó phải đủ quy vũ, đủ bản lĩnh, đủ chí khí, vượt thắng lên trời cao. Phải là hoàng đế của chính ta chứ đừng là văn mài. Tôi có mấy đứa đệ tử nó kiện thưa với tôi. Nó nói thưa thầy, chồng của con học với thầy rồi cái một hôm gây gỗ với con. Lỗi vô cùng lỗi, con biểu xin lỗi con, không xin lỗi thì không xin lỗi. Nói là thầy dạy là người con trai hay là người tu là phải là hoàng đế chứ không có quấn theo đuôi người ta xin chút tình thương, thương thì thương, không thương thôi, không xin lỗi. Thế rồi nó mát mình xử lý làm sao cái chuyện này. Kỳ thực mình có giải điều này. Mình bảo rằng là đời sống của con người ta, cái điều rất là kỳ lạ là cái năng lượng thương yêu, điều thứ nhất, nó tự phát nha. Chứ còn sinh thì thưa các vị, người ta thương thì người ta cho, không thương thì người ta lấy lại. Và đa phần đời sống chúng ta thì làm một cái việc rất vụng là chúng ta làm cái chi? Xin xỏ tình thương, xin xỏ niềm tin của người khác. Trong khi đó, cái nguyên tắc là mình xin của người ta thì điều thứ nhất mình lệ thuộc nè. Điều thứ hai, người ta vui thì cho, buồn người ta không cho là làm gì nhau. Và chúng ta thì cứ làm như thế. Trong khi cái nguyên tắc là anh cứ thể hiện cái sự thương yêu của anh bằng tất cả tấm lòng thật thà, chân thành, hiến tặng. Thì người kia tự nhiên đến với anh, thương anh là họ đủ thông minh để họ thừa hưởng được cái gì nói anh. Hạnh phúc nơi anh, thương yêu nơi anh, niềm tin nơi anh.
sự kính trọng nơi anh, tức là tất cả điều kiện hạnh phúc anh mở ra, anh hiến tặng cho người ta. Nếu ta thông minh thì ta tới, còn nếu người ta không thông minh ta quay lưng thì có gì đâu mà nổi khùng, có gì đâu mà nổi gan. Nổi gan là vô cùng kỳ cục, phải không? Anh nói anh thương thật người ta thì cái điều rất hẳn nhiên là anh sẽ thương được cái gì nơi người ta. Cái chuyện dễ thương anh cũng thương được chứ, rồi cái chuyện khó thương của người ta anh cũng phải thương nhé. Chứ đâu phải là thương cái lúc người ta dễ thương, rồi cái lúc người ta khó thương thì không thương được. Nếu thực sự anh thương thì anh phải đủ cái khả năng bao trùm cả một đời sống người ta. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, nếu thực sự anh thương bằng tấm lòng vô cùng chân thật của anh chỉ hiến tặng nó, thế thì người ta không thương anh, người ta thương một người khác, ta thấy hạnh phúc hơn, thì anh làm chi? Anh thương luôn cái người người đó thương nữa mới đúng. Đốt xác cho mà có chứ làm gì có chuyện đó. Thế thì không phải thương. Thế thì nó rất là dở, thưa các vị. Trong khi thưa các vị, cái điều rất rõ ràng là nếu các vị thực sự thương thì cái lòng của các vị phải như vậy. Và không có cái chuyện là giận dữ, không có chuyện là phiền não, không có chuyện bất an, không có chuyện khổ đau. Và có như vậy thì mới là hoàng đế, còn không thì mình cứ xin thôi. Tại vì người ta không thương là mình khổ, người ta không có trân quý mình khổ, ta không có niềm tin với mình khổ, ta không nói với mình một lời yêu thương là mình khổ. Thế thì mình đi xin người ta rồi. Và kẻ đi xin thì cái nguyên tắc thì chỉ gặp kẻ đi xin mà thôi nghe. Anh hoàng đế anh mới thân được với hoàng đế, anh mới giao du được với hoàng đế, anh mới kết thân được với hoàng đế. Lòng anh mà tràn ngập năng lượng thương yêu, chỉ có hiến tặng mà không có đòi hỏi người ta trả, thì anh sẽ gặp người ý như vậy. Còn nếu anh là kẻ khổ đau thì hai cái kẻ khổ đau gặp nhau thì làm chi? Chịu nước ăn mày thôi. Không cách khác. Thế mà cuộc đời ta nó cứ đen quanh quanh gần đó việc. Đệ tử mình nó thưa kiện thưa thầy, thầy con đó, rồi thầy làm sao thì giải quyết, thầy cứu con. Rồi mình phải giải thích lại, nói con à, con nên nhớ rằng thầy có dạy bài học là ta phải là hoàng đế. Ta không có xin xỏ tình thương của ai, nhưng mà có hai loại hoàng đế. Phải không? Không phải mình ngụy biện, nhưng mà đích thực nó là như vậy. Một, hoàng đế gì? Độc tài, u mê, ngu tối. Phải không? Hoàng đế chỉ biết vị kỷ, hoàng đế chỉ biết vì mình, hoàng đế chỉ biết làm khổ thần dân. Còn loại thứ hai là hoàng đế gì? Anh minh, thiện vương giữa cuộc đời này, là chuyển luân pháp vương giữa cuộc đời này chứ, chuyển luân vương nhé. Tức là hoàng đế hiến tặng, hoàng đế lo trước cái lo của người dân, vui sau cái vui của người dân, phải không? Phán một lệnh là thần dân trăm họ đều yên ổn, hoàng đế chỉ biết chăm sóc hạnh phúc của bao người mới gọi là hoàng đế chứ. Thế thì nếu thực anh là hoàng đế, anh không xin xỏ tình thương của người ta, thế nhưng mà anh phải hiến tặng à. Anh cảm thấy là điều này nó vô cùng vô lý. Thế nhưng mà vì an dân, vì ít nước, vì lợi ích cho ngàn vạn con người, vì muốn đem hạnh phúc đến cho người, anh phải có trái tim vô cùng nhân hậu chứ. Hoàng đế anh vô cùng là kiêu hãnh, hoàng đế vô cùng hách dịch, hoàng đế vô cùng u mê, bị ngã. Thế thì hoàng đế này người ta giết chết thì có. Và chuyện này đúng hay là sai? Và thưa các vị, nguyên tắc đời sống này, mình xin lặp lại thế này. Các vị mà có tu, mọi vấn đề các vị nhìn thấy rất là sáng. Trong đời sống bình thường thôi, mình chưa nói về cái chuyện đi vào con đường tu tập nghe, trong đời sống bình thường thôi. Các vị sẽ có một cái nhìn là những lúc người thân của mình cần mình nhất là những lúc người ta khó chịu nhất là những lúc người ta cần mình nhất. Tôi ví dụ, vợ các vị dễ thương thì có cần các vị thương đâu, hàng xóm nói chuyện ta cũng thương được vậy. Cho nên cưới nhau những lúc rất dễ thương để tựa nương nhau, để sống còn với nhau lúc khó thương đó chứ. Cái lúc người ta khó thương mới cần các vị thương. Còn lúc ta dễ thương thì đâu cần, con mình nó thương đủ rồi, có phải vậy không? Cho nên thưa các vị, trong đời sống gia đình, nếu các vị có một cái chút năng lực tu thì các vị phải nhìn ra điều này nha. Những lúc càng quẫn bách, càng khó chịu, càng khổ đau, những lúc đó rất là cần sự có mặt của các vị, vỗ về của các vị, yêu thương của các vị. Bạn bè được gọi là bạn bè tốt là bạn bè gì? Đâu phải chỉ lúc giàu ta chơi với nhau rồi lúc nghèo hất ra, phải không? Thế thì trong đời sống gia đình đó, những lúc người vợ của mình trái trứng trở trời khó chịu nhất là những lúc đó cần các ông thương nhé. Chứ còn những lúc bình thường không cần. Những lúc để cho người khác thương không được.
Rồi những lúc chồng của mình vô cùng là trái chứng trở trời khó ưa đó, những lúc mới cần có bị thương chứ. Nếu mà chúng ta tu có một chút năng lực, có một chút trí tuệ thì phải làm được điều này trước. Tại vì các vị không xây dựng được điều này, các vị không làm được cái nền vô cùng vững chắc để cho đời sống tu hành của các vị vươn lên. Chúng ta đã có học một bài học rằng mọi pháp vô vi, nó không dính gì với pháp hữu vi cả. Như con tàu vũ trụ khi nó vượt ra ngoài không gian thì nó không cần đốt thêm một cái bình nhiên liệu nào nữa cả. Thế nhưng mà nó rất là cần lúc nó đang ở trong cái từ trường, đang cái sức hút của trái đất này chứ. Khi nào nó ra ngoài vòng khí quyển, vượt thoát khỏi sức hút trái đất, thì lúc bây giờ nó mới không cần nhiên liệu. Thì đời sống tu ta như thế đó. Đành rằng cái chuyện thành đạt giác ngộ, chứng nghiệm niết bàn, cái thể tâm vô sinh bất diệt của các vị nó không dính chi với một chút phước điền của nhân thế. Thế nhưng mà nếu không có cái phước điền của nhân thế, không có cái niềm vui để sống gia đình, không có tình cảm yêu thương của cộng đồng loài người đóng góp cho các vị, thì các vị không làm cho cái con tàu vũ trụ các vị vượt khỏi sức hút của hành tinh này. Thế cho nên trong đời sống gia đình nó rất là cần cái đời sống trí tuệ của các vị, yêu thương của các vị để nó hài hòa. Và chưa có một cặp gia đình nào, một đời sống vợ chồng nào họ không đến với nhau bằng duyên lành hết á. Có khi duyên lành nó nhiều kiếp các vị mới gặp nhau chứ có phải một đời đâu. Tại sao hàng ngàn con người mình không thương ai, mình lại chọn cái người xấu đuôi xấu điếc nó rước về vậy? Mà rước về bằng cả một cái niềm trân quý đó chứ. Rước người ta không về được là mình đòi tự giận lên tự giận xuống đó chứ, phải đùa đâu. Thế rồi đón người ta về được ba bữa cái mình thấy sao mà cái người này như kẻ thù. Thế là do các vị làm nên cớ sử à. Từ cái duyên các vị làm thành cái nghiệp. Cái đầu tiên đến nhau là duyên chứ không phải là nghiệp. Hỏi khắp hành tinh này có cặp vợ chồng nào họ đến nhau bằng nghiệp không? Không, bằng duyên cả. Đến nhau bằng cái tình cảm thương yêu, tưởng chừng như không có được nhau thì họ chết. Thế rồi về 37, 21 nó trở thành cái nghiệp hồi nào không hay. Là do ta cả, thưa các vị. Điều này có thể cứu vãn được bằng cái con đường tu của các vị. Mình đừng tưởng rằng giáo lý Đạo Phật dạy mình cắt bỏ hết mọi cái duyên dây mơ rễ má ràng buộc giữa trần đời để một mình thành đạt được sự nghiệp giác ngộ. Thưa các vị, mình nhìn ngay trong đời sống hiện tiền này, các bậc thầy, các đức Thế Tôn, khi họ thành đạo rồi thì họ có cái chi? Người ta dùng cái từ là bồ đề quyến thuộc, phải không? Bồ đề quyến thuộc. Đức Thế Tôn, thưa các vị, không phải là từ trên cung đâu xuất, rớt xuống, mà Ngài rớt vào cung vua, làm con của bà Ma Gia, và con của vua Tịnh Phạn, là chồng của Gia Du Đà La, là cha của La Hầu La. Thế thì khi Ngài thành đạo xong rồi, thưa các vị, cái điều rất là gần đó là cái nhân luân bình thường Ngài không bỏ, Ngài về lại cung vua Tịnh Phạn, thăm lại vua cha, thăm Gia Du Đà La, dẫn con là La Hầu La xuất gia, và cả dòng họ Thích theo Ngài xuất gia. Thế thì thưa các vị, dù là bậc thánh, nhân luân bình thường không bỏ, rồi các vị Bồ Tát, các vị hình dung rằng mỗi một vị đều có bà con quyến thuộc rất là đông đảo, do gì? Lịch kiếp tu, lịch kiếp giao duyên lành, cho nên có vị cả hàng ngàn quyến thuộc. Thế thì thưa các vị, mỗi một gia đình của chúng ta đó là nhân duyên quyến thuộc. Và các vị hình dung rằng trong cuộc tử sinh rất là dài, chúng ta có hàng xa quyến thuộc chứ không phải ít. Thế thì trong một đời này, các vị đừng coi những cái người thân của các vị là một chướng duyên, là một kẻ thù. Có khi mình tu, mới bước vào đạo tu, mình ham tu quá, mình cứ coi là cái ông chồng của mình là kẻ thù, trở ngại cho mình chuyển tu. Hoặc là bà vợ mình là ma, phá mình không cho mình tu, là sai. Thưa các vị, nếu các vị khởi trong tâm thức các vị một ý niệm đó thì tự nhiên là mọi người xung quanh trở thành chống trái với các vị, trở thành trở ngại đối với đường tu của các vị. Ngay cái ý niệm của mình, ngay cái nhận diện của mình, cái quan niệm về đời sống của mình mà nó đổi thì liền tức khắc mọi chướng ngại phát sinh ngay. Cho nên cái điều đầu tiên mình xin thưa đó là mọi điều xung quanh ta, dính liền với ta, liên hệ với ta đều là nhân duyên lành để chúng ta tiến đạo.
khéo thì mình chuyển trở thành một nhân viên lành hết, chứ không có gì là chướng ngại đạo hết. Cho nên đừng có vụng về coi chung quanh những người thân là kẻ thù trên con đường tu tập. Mà nếu các vị lấy được cái ý niệm nó ra khỏi thì các vị thấy là vô cùng là gì? Tri ân tất cả sự có mặt chung quanh ta. Đây là người thân của ta, đây là chồng của ta, là vợ của ta, là con của ta, bè bạn của ta, là người đáng cho chúng ta tri ân. Và kỳ lạ thay, khi tâm thức mình đã khởi cái niềm tri ân đối với mọi người chung quanh thì tâm của mình nó mát dịu, tâm của mình nó lành thiện, nó không có bức xúc, không có nóng nảy, không có nhiệt não. Ngay cái căn bản ban đầu ta tu mà lòng ta nó tràn đầy giận dữ, tràn đầy nhiệt não đối với người chung quanh thì các vị đã đi sai đường. Các vị không thể sống được trong nhà, trong cái điều kiện môi trường các vị đang sống. Mà nhà ta không sống được thì ta đến chùa ta sống được không? Càng sai nghe. Không có ông thầy nào thân thiện bằng gia đình của các vị hết. Nó là như vậy. Mình có của có tiền, mình đến thì quả mai người ta còn đón còn rước. Rồi tới lúc hết tiền rồi thì coi chừng bị vứt ra ngoài sân, thì chừng đó đổ nợ, thù người trách trời, quán tam bảo. Cho nên các vị hãy xây dựng cái điều đầu tiên rất là gần gũi, đó là hãy tạo cái duyên lành chung quanh này. Gia đình của ta nên nhớ như vậy. Đừng bao giờ vụng về luyện cái đã có, rượt theo cái bóng. Tức là đừng có thả mồi bắt bóng. Tôi ví dụ có những vị thầy họ kêu gọi các Phật tử lớn tuổi bỏ vài chục ngàn đến đi, rồi họ bán cho một cái căn phòng, một cái căn liều gì đó, thành lập một cái làng tu. Thưa các vị, mình hình dung rằng trong cái thế giới của những người Phật tử đến một cái làng tu thế thì ai cũng lo tu. Thế rồi cái lúc các vị tật bệnh, các vị ốm đau, các vị cơ nhở, nhu cầu của các vị mỗi người mỗi khác, lúc tật bệnh, lúc già, cơn bệnh nó đổ xuống các vị. Rồi các vị kêu người bạn đồng xong của mình đẩy xe cho các vị tới bệnh viện, có dễ hay là khó? Rồi chỉ có một hoặc vài ông thầy, các vị bắt ông thầy đó săn sóc các vị, lăn qua lăn về, lau người, những lúc các vị khó khăn, đại tiểu tiện phóng quế ra đó, thì các vị hình dung rằng ông thầy đó có gan bồng mảm các vị chăm sóc các vị không? Không. Thực tế một chút đi, hãy nhìn vấn đề này. Cho nên đừng có khùng khùng mà bỏ tiền nghe mấy ông thầy kêu gọi là lập làng với đà nọ, làng với đà kia nghe. Có chừng ta bị lừa bịp. Thưa các vị, tôi không biết tôi nói điều này nó có cái gì xúc phạm nhau không, nhưng mà tôi mong rằng các Phật tử rất là trân trọng đời sống đang có của các vị. Ta tu không có nghĩa là ta nhắm mắt, ta mê tín, ta ù lì, ta nghe bất cứ ai nói cái gì nghe cái nấy nghe. Mình hãy nhìn rất là rõ ràng. Bằng không thì chúng ta dễ lâm vào cái tình trạng bị lừa gạt. Thưa các vị, chuyện này nó xảy ra rất là nhiều. Ở những tiểu bang miền gần gần Đông Bắc á, có những vị thầy có tới mấy trăm acre đất. Thế rồi Phật tử ùn ùn nhau tới, ổng chia cho mỗi người miếng đất, cất cái thất để tu. Và cứ tưởng rằng là ổng sẽ tu ở đó cả đời, ổng hướng dẫn mình tu tập. Thưa các vị, quá ra là chừng 5-10 năm chi đó, rồi bữa nay ổng bỏ cuốn chạy lấy ngựa, ổng chạy biến mất. Một Phật tử rất là bơ vơ, bây giờ về đó để tu, rồi ông thầy ổng đi mất rồi làm sao? Tôi chưa nói cái chuyện ổng đi lý do chi, hãy nói chuyện ổng đi mất khỏi chừng đó thôi. Ổng chối bỏ các vị, ổng bỏ rơi các vị. Thế rồi các vị làm cái đuôi theo ông thầy nào thì thưa các vị, đều là chuyện bất bên nghe. Ta chỉ làm mỗi việc cực thông minh, đó là ta học hỏi chánh pháp hành trì, ta đem những cái điều hiểu biết áp dụng vào tự thân ta, đứng trên đôi chân của ta, trong hoàn cảnh sống của ta, trong gia đình của ta, giữa cái năng lượng lành yêu thương của bao người thân ta, tu thì tuyệt vời nhất. Đừng có nghe lời bất cứ ai dụ dẫn. Thưa các vị, điều đó dường như dễ làm cho chúng ta nghe bùi tai và chạy theo lắm. Và cái điều nó rất dễ phát sinh là thế này. Thưa các vị, các vị hình dung rằng trong đời sống gia đình, các vị sống với nhau 20 năm hoặc là 10 năm hoặc là 30 năm. Bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt, ông chồng các vị nói hết trơn rồi chứ còn nữa đâu, phải không? Bây giờ có nói với nhau thì nói những lời nào là chuyện cơm cháo gạo tiền, phải không? Chuyện khó khăn của con cái, chuyện bố mẹ đang tật bệnh, chứ còn lời ngon tiếng ngọt, những cái lời
gọi là nó lãng mạn ngay đầu mùa thương yêu thì làm gì còn nữa đâu mà nói, không có cái chuyện lãng mạn nữa, chỉ còn lại những lời bình thường trong cuộc đời thôi. Thế rồi các vị giác sát tới những cái chùa nghe mấy ông thầy, cái này mình nói rất thật nghe, mất lòng nhau một chút. Thưa các vị, thầy nào ăn đường cũng nhiều cả, cho nên lời nói rất là ngọt, ngọt lắm đó, mồm miệng rất là trơn. Có thế các vị mới bỏ tiền cúng dường chứ, có thế thì các vị mới nghe tiếng gọi xây chùa, đúc chuông, tạo tượng, vân vân, làm mọi việc chứ. Thế rồi ta về nhà ta thấy cái cục nợ của mình, sao nói năng nó vô cùng cục mịch, thế mà ghét. Và thưa các vị, cái tình trạng này nó xảy ra rất là nhiều, làm cho các Phật tử rất là bất hòa trong đời sống gia đình nha. Cứ về nhà cứ khen ông thầy tới. Và ta biết một điều là tâm thức các ông không phải là không ghen, họ ghen khó chịu lắm á. Cái bản chất của họ ít nói, nhưng mà khi họ có cơn ghen rồi, mình nhắc là vợ mình thì chưa đến nỗi là có cái điều gì nó gây tội vạ, thế nhưng mà cứ mỗi lần về nhà thì cứ khen ông thầy tới, rồi mình nói điều chi thì cũng mã lị mình, gọi là mình chưa nói thì đã nhảy vô miệng mình ngồi rồi. Và thế thì thưa các vị, ngay cái chuyện nhỏ như vậy đã làm đổ vỡ đời sống gia đình rồi nghe. Và đây là một trong nhiều vấn nạn mà các Phật tử nữ bây giờ gặp phải. Thưa các vị, đa phần tai hòm chìa khóa nó nằm ở đâu? Nằm ở các bà hết. Và ai chẳng biết điều này. Và các bà thì niềm tin tam bảo rất là dễ phát sinh, nhất là cái cảm tính của các bà đối với các thầy thì nó vô cùng là dễ phát sinh. Thế rồi các thầy thì cũng đủ thông minh để biết điều này, biết không? Đâu ai đến nỗi ngu không biết. Thế cho nên thưa các vị, cái bất hạnh rất là lớn đó là Phật tử nữ càng ham đi chùa, càng ham tu bao nhiêu thì đời sống gia đình nó đổ vỡ dễ bấy nhiêu nghe. Cho nên mình nói một vòng nhiều cái vấn đề chứng minh để các vị thấy rằng cái điều vô cùng quan trọng là đời sống của các vị, gia đình của các vị, những người thân xung quanh các vị là cái điều vô cùng quan trọng, phải xây dựng cho được, phải tu tập để trở thành một thuận duyên tốt, chứ không thể chối bỏ người thân, chối bỏ gia đình rồi đến với các chùa nghe lời kêu gọi của các thầy rồi làm cái đuôi của các thầy. Thưa các vị, cái điều này nó vô cùng sai. Và nếu mình không có mở được con mắt trí tuệ nhìn ra điều này thì có khi người ta cười vào lỗ mũi đạo Phật. Ngày xưa ta hình dung rằng là Hồ Xuân Hương đã chế nhạo nhà chùa là một sải theo sau 6-7 bà giọng ì, giọng ỉ, giọng ê a, các vị còn nghe chứ. Sự thật lịch sử nó đã có như thế, cho nên mình nên tránh đi, tránh đi. Nên tu thế nào để làm cho đạo Phật sáng hơn một chút, chánh pháp có mặt giữa cuộc đời này để cho người trí họ đến được với đạo. Bằng không thì sao? Chỉ có những người, thưa các vị, là cái tầm tầm rất là bình thường thôi, và các thầy chỉ có thể giáo hóa và độ được những người cái tâm thức rất là bình thường như thế, chỉ có niềm tin đơn thuần suôn sẻ thôi, chứ không thể đạt đến cái chiều cao đó là bậc trí giả đến được với đạo. Thế thì thưa các vị, Phật pháp không có tồn tại được nơi đất nước này. Các thầy một phần, các Phật tử một phần, xô dạt làm cho đạo Phật không có cơ hội sống còn được nơi đất nước này hết chứ. Tóm lại cái điều mình thưa các vị, hãy nhớ rằng là hạnh phúc trong bàn tay của các vị. Các vị là người đang thọ hưởng cái điều kiện tuyệt vời để tu tập, học chánh pháp cho tỏ tường, thấu đạt được giáo lý, rồi đem những điều học hiểu đó ứng dụng vào thân tâm này, sống nơi hoàn cảnh này, ngay nơi mái nhà của ta, nơi đôi chân của ta, và không có hướng vọng về ai hết. Dù các vị đó là một vị thiền sư, có thể phóng quang, có thể có thần thông, vân vân, nhưng mà cái đó chuyện của ổng nghe, không dính gì ta. Học những cách ổng truyền ra hành trì, ứng dụng nó vào tự thân, ta sống đời sống của chính ta, chứ nhất định là một người phát Bồ Đề Tâm tu tập hướng đời sống tâm linh thì phải đứng trên đôi chân của mình, vượt thẳng lên trời cao vậy. Tự hữu xung thiên chí, đừng có theo vết Như Lai, huống nữa là mấy thầy vớ vẩn này theo và làm cái chi cho mệt. Dù cho thầy Phước Tịnh ông có nói xô một miếng kệ ông, không dính gì nhau hết. Học những điều ông truyền đạt, sống với thân tâm của chính mình thôi. Các vị hãy nhớ vậy, đừng có bị bất cứ ai lừa bịp ta hết. Là người tu phải như vậy. Đọc lại,
của Ngài Quán Nghiêm hay lắm đó. Đây là một bài kệ tặng cho các vị để các vị biết và các vị sống giữa cuộc đời. Chưa nói về chuyện thành đạt đạo lý. Thoát kiếp hãy bàn câu tịch diệt, không sinh rồi nói chuyện siêu sinh. Làm trai có chỉ sông trời thẳm, giảm vết Như Lai cũng nhọc mình. Chưa cần giải thích gì hết. Hãy nhớ một câu thôi là sông trời thẳm. Người tu có chí sông trời thẳm. Mình sửa hai chữ làm trai đi. Không thôi người ta nói kỳ thị nam nữ quá. Người tu có chí sông trời thẳm, vượt thoát khỏi cái sự ràng buộc của ba cõi sáu đường, chứng nghiệm được tuệ giác, thành tựu được niết bàn. Đó là người phát tâm sông trời thẳm. Thì thưa các vị, thậm chí là nếu chân Đức Phật bắt chước y như Đức Phật còn không làm, cho nên đừng có vụng về. Thế rồi mình lao vào phần này giải thích cái đoạn kệ thứ 6 một chút. Nó có hai điều chúng ta đi vô cái bài kệ thứ 6 này. Điều thứ nhất, tự vấn. Tự vấn là bước đầu. Cái từ này thưa các vị nó rất là quan trọng. Cái ai là rất là quan trọng. Ở một cái tầm tâm thức bình thường, mình không có những cái tra vấn. Mình sống xuôi theo dòng chảy thôi. Mình có mặt giữa trần đời, rồi mình lớn từng ngày, rồi bố mẹ mình ra làm sao thì mình giống y làm vậy. Tức là tuổi nào đó cái mình có vợ, cái tuổi nào đó cái mình về hưu, rồi tuổi nào đó cái mình già, tuổi nào đó mình bệnh, tuổi nào đó mình chết. Chấm dứt. Cuộc đời nó trôi xuôi và mình chưa hề khởi trong tâm thức mình ý niệm là mình từ đâu có mặt giữa trần đời này, rồi mình sinh về đâu sau khi chết. Mình không có tra vấn rằng là trước khi mình có mặt mình ở đâu, rồi sau khi trả hình hài về cho các bụi mình ra làm sao. Cho nên tất cả cái con đường tâm linh nó đều đặt cái chữ này đầu tiên để đi vào con đường tâm linh ngay. Ở mức độ cạn nhất thì người ta bày cho cái cách để cho các vị có được niềm tin trong đời sống này, đó là anh có mặt giữa trần đời này rất là thoáng chốc, rất là tình cờ, nó chỉ phù du thôi. Anh vốn là người ở trên thiên giới á, lạc lõng trong đây như một trích tiên. Và nhà thơ họ thường dùng cái câu là trích tiên đó. Như Tản Đà, anh nghĩ ảnh là một vị tiên bị đọa đài xuống trần gian này, cho nên có cơ hội thì anh cứ ngưỡng vọng về cung hằng. Anh nghĩ rằng ảnh về trên kia để gặp chức nữ hằng nga trên kia. Và Lý Bạch vân vân, Tản Đà, ai mà có một cái chút tâm hồn thì họ đều thả lòng bồng bềnh truy vấn về mình là ai, và có khi họ nghĩ rằng họ từ trên cõi cao kia. Và hết 3/4 tôn giáo có mặt trên đường đời này, họ đáp ứng cái nhu cầu này cho chúng ta. Anh yên tâm đi, anh chỉ cần bỏ tiền vào đây, anh chỉ cần làm công tác từ thiện, anh chỉ cần giúp đỡ người nghèo, anh chỉ cần ăn ở hiền lành, anh chỉ cần cúng tài sản anh cho nhà chung, thế thì anh có một cái ghế trên kia sẵn kìa, đang đợi trên kia kìa. Hay tệ hại nhất là anh làm chi? Anh hãy giết những kẻ ngoại đạo kia. Càng giết được nhiều người thì cái chiếc ghế anh càng lớn, cái ngai vị anh nó càng vững chắc. Và một trong cái tội ác và làm cho hành tinh này run rẩy đó là tôn giáo chứ không phải là chính trị nghe. Tại sao? Thế lực chính trị á, thì họ không có vận dụng cái tính thần linh, cho nên người ta rất là kinh sợ cái ác. Người ta giết sinh mạng con người, người ta còn thấy trách nhiệm là mình giết, còn có lương tâm, còn bị cắn rứt, còn bị giày xéo. Thế nhưng mà khi tôn giáo họ phổ biến cái thông tin là giết người được phước, giết người được sinh lên thiên giới, thế thì bao nhiêu cái tội ác họ làm họ trút cho giáo chủ của họ, cho vị thượng đế của họ. Nhất là cái chủ thuyết là càng giết người ngoại đạo bao nhiêu cá bao nhiêu thì được kề cận trên cõi cao kia, gần gũi với Thánh A-la, nơi đó sữa chảy như suối, rượu nó là dòng sông tha hồ mà múc. Người gái đẹp thì 18 tuổi đang xuân đang đợi chờ anh lên đó, anh cứ lên đó mà một người vài ba chục cô tiên nữ lên đó. Thế thì thưa các vị, không có cái ác nào bằng những cái loại lý tưởng tôn giáo cuồng tín bày cho người ta cái ác. Họ không chịu trách nhiệm về sự giết chóc giữa hành tinh này. Và 3/4 tôn giáo có mặt trên hành tinh này đều hướng tâm ta về một cảnh giới xa xôi. Và ta dễ bị ve vuốt về điều này vô cùng thưa các vị. Tại vì ai đến một cái lúc nào đó người ta đều truy vấn ta ở đâu, từ đâu ta sinh ra, rồi ta chết rồi ta mất sao,
rất là kinh sợ. Và khi người ta truy vấn cạn đối với những bậc hoàng đế thì họ làm cái việc gì? Như Tần Thủy Hoàng khi gồm thâu lục quốc về một mối rồi thì liền cử người đi tìm thuốc trường sinh ngoài hải đảo. Những người giàu có thì thưa các vị, họ cũng bằng mọi cách là truy vấn đời sống họ. Họ không bằng lòng với chuyện sống và chết ngang ngày này này. Thế cho nên cái bước đầu của mọi tôn giáo đặt trên cái chữ này: tự truy vấn. Ta là ai? Ta là gì? Ta có mặt dưới hành tinh này? Rồi ta đi vào cõi mông lung, ta ở đâu? Vân vân. Thế rồi cái duyên mai mà mình gặp đạo Phật thì thưa các vị, đặt cho các vị cái chữ này để các vị làm cái chi? Tìm lại chính các vị. Hãy hỏi coi cái con người đang truy vấn này là ai? Tức là hỏi ngược lại cái năng lực đang hỏi này. Tôi là ai? Nó hàm một nghĩa là anh đã biết anh là gì, phải không? Nhưng mà đạo Phật thì không đặt cái vấn đề anh đã biết anh đâu. Hãy hỏi coi cái con người này là gì cái đã. Anh biết được con người của anh thì anh biết được anh từ đâu tới, anh sẽ chết vì đâu. Do vậy cho nên cái giáo lý đặc biệt nền tảng của đạo Phật là gì? Nhận diện cái ngã. Rồi làm chi tiếp theo nữa? Thấu đạt được bản ngã vốn là không, ngũ uẩn vốn không. Và khi anh thấu đạt được năm uẩn vốn là không thì liền thứ khác anh biết anh từ đâu tới, anh đi về đâu. Và cái con đường này nó mới giải quyết triệt để được cái chữ này thưa các vị. Và nó không tạo ra cái chi? Nó không có tạo ra những bất hạnh cho con người trên trần gian này hết. Tại vì con người cứ lầm tưởng ta là này, ta là nọ, ta là kia, cho nên gây đại họa cho loài người. Rồi tôn giáo cũng nương vào cái điều kiện mê lầm của con người, xây dựng nên những cái học thuyết hướng tâm ta về một cảnh giới nào đó. Đó là một cái loại chối bỏ đời sống hiện thực, không có trách nhiệm với người đương thời, chạy về một cảnh giới xa xôi. Và tôn giáo nào mà phổ biến cái chiều hướng này nơi tâm thức con người càng vững chắc bao nhiêu thì nó tạo thành một cái thể loại người cuồng tín bấy nhiêu thưa các vị. Thế rồi các vị đi quanh một vòng, các vị nhìn coi đạo Phật chúng ta có cái tình trạng này không vậy? Có cái tình trạng bỏ của chạy lấy người không? Sao không được? Cũng có những cái tông phái hướng chúng ta về một cảnh giới xa xôi. Cái điều này mình nói không có phải là bài bác. Thế nhưng mà thưa các vị, đặc biệt của đạo Phật là có cái pháp phương tiện và cái pháp chân thật nha. Tịnh độ là một pháp phương tiện ban đầu, nhưng mà đạt đến cái đỉnh của tịnh độ, pháp chân thật đó là tự thân của anh, là tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ. Chứ không phải là chạy về một cảnh giới nào, sinh về một nơi chốn nào. Cái cảnh giới đó, thưa các vị, nếu gỡ cái bản hiệu là nước cực lạc, dán vô cái tên đó là thiên quốc, thì nó có khác gì với nước Chúa không? Không. Cũng là một cảnh giới phương xa, cũng là một cách hướng tâm người ta chạy về một nẻo nào đó. Trong khi cái giáo lý thực tiễn nhất của đạo Phật và nguyên quỹ nền tảng đó là giáo lý quay về nơi anh, quay về nơi tự thân này, soi sáng năm uẩn này, coi cái gì là ta trong đây. Khi hỏi tôi là ai thì anh phải biết anh là ai cái đã. Rồi anh mới nói đến chuyện là tôi về chỗ nọ, tôi về chỗ kia, anh còn chưa xác định anh là gì. Anh tưởng cái gốc cây là anh, mà anh nói rằng tôi phải về chỗ nọ chỗ kia thì vô cùng sai. Thưa các vị, do vậy cho nên đích thực nhất giáo lý của đạo Phật đặt cái nền tảng phá vỡ năm uẩn này. Tức là hãy dùng năng lực trí tuệ soi sáng coi năm uẩn này cái gì là anh. Thế rồi chúng ta đang nói về Tịnh Độ Tông. Thưa các vị, Tịnh Độ Tông nó không phải dừng lại ở cái chỗ là ta niệm A Di Đà Phật, A Di Đà sinh về cái cảnh giới kia nghe. Thì thực là các vị tổ Tịnh Độ Tông á, đều sinh ra từ Thiền Tông. Hay nói cách khác, Tịnh Độ Tông sinh ra từ các vị thiền sư, chứ không phải từ một vị niệm Phật sư nào cả. Gần nhất là Ngài Vĩnh Minh Duyên Thọ, xa là Ngài Huệ Viễn, vân vân, thưa các vị, đều là những vị thiền sư. Và thậm chí tam thời hệ niệm mà các truyền thống Phật tử từ bên Úc cho tới bên Mỹ cho tới châu Âu, người ta bắt chước cái pháp hành trì của Ngài Tịnh Không hiện tại đó, thì ta hình dung rằng tam thời hệ niệm ấy của Ngài Trung Phong Thiền Sư soạn. Và Thiên Đồng Sơn Trung Phong Thiền Sư, các vị đọc trong Trung Phong Quảng Lục thì các vị nhận ra điều này, là một vị thiền sư rất là tuyệt vời trong cái thời cận đại của chúng ta, vào thế kỷ 15-17 đây, chứ không phải xa đâu. Và trong cái bộ tam thời hệ niệm thì những đoạn pháp ngữ này đó
Thưa các vị, là nhiều câu pháp ngữ rất là tuyệt vời, khai sáng để cho người ta thể ngộ rằng tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ. Tịnh độ đích thực là tịnh độ ngay nơi trái tim anh hiện tiền, chứ không phải là cái cảnh giới nào xa xôi để anh xin về. Và trở ngược lại, cái điều chúng ta muốn nói là tịnh độ nó có cái nguồn từ thiền tông. Chẳng hạn, đầu tiên, các vị tổ thiền tông bài cho các vị Phật tử niệm Phật là niệm thế này: Nam Mô A Di Đà Phật, là dừng lại. Ai đang niệm Phật? Cái câu niệm Phật thị thùy, ai đang niệm đây? Chứ không phải là tụng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật liên tục. Có khi chúng ta còn lầm lẫn, chưa thông đạt được thế nào là niệm và thế nào là tụng nữa kia. Các vị cứ nghĩ rằng là niệm A Di Đà Phật lần chuỗi cái cọc, A Di Đà Phật lần chuỗi cái cọc, vậy là niệm Phật sao? Không. Tụng danh hiệu Phật thì có, chứ làm gì lần chuỗi tụng dài dài đây mà gọi là niệm, thứ không đúng. Niệm Phật là các vị dừng tâm lại ngay trạng thái Phật của chính các vị thì gọi là niệm Phật nhé. Niệm là an trú tâm, là dừng tâm, là dừng lại ngay cái thể chói sáng hiện tiền nhận biết của vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức, tức là dừng lại ngay cái thể Di Đà tự tâm của các vị gọi là niệm Phật, chứ không phải các vị tụng A Di Đà Phật gọi là niệm Phật. Tôi nói thì các vị nghe, tôi tụng thì các vị nghe, nhưng mà tôi nói trong đây tôi nghe được không? Vẫn là nói. Tôi tụng thầm trong đây vẫn là tụng. Các vị không nghe nhưng mà tôi nghe, tại vì đó là những cái tràn chữ nó tuôn chảy ra từ tâm thức tôi, thì gọi nó là tụng chứ không phải là niệm được bao giờ. Ngay cái chữ niệm thôi là nó đã nói được cái điều này rồi. Thưa các vị, chữ niệm của tiếng Tàu nó hay lắm. Niệm trên là chữ kim. Kim là ngay bây giờ, ngay ở đây, ngay ở đây, ngay phút giây này, gọi là kim nha. Kim Nhật là ngày hôm nay. Và chữ kim gắn với chữ tâm có nghĩa là anh đem cái tâm của anh, cái sự nhận biết của anh dừng lại ngay phút giây này, gọi là niệm. Rồi thế nào là dừng lại ngay phút giây này? Ví dụ, đây là cái dòng thời gian nó chảy dài đây. Tôi dừng lại ngay nơi đây. Thế nhưng mà nếu ngay nơi đây được gọi là hiện tại, nhưng mà khi tôi vừa gạch một gạch xuống đây thì cái này nó đã thành quá khứ rồi nghe. Các vị vừa phát ngôn cái tiếng dừng ngay hiện tại thì cái tiếng phát ngôn hiện tại đã thành quá khứ, tức là nó trôi ngang qua. Thế thì hiện tại là một phút giây động, phút giây sống, phút giây luôn di chuyển, phút giây không dừng, gọi nó là hiện tại. Thế thì dừng lại ngay nơi tâm bất động hiện tiền chiếu sáng gọi là niệm Phật. Nó hàm một nghĩa là gì? Dừng lại ngay trạng thái nhận biết của tâm hiện tiền gọi là niệm Phật. Tâm nhận biết của các vị mà vừa khởi một dòng chữ thì các vị đã lạc vào quá khứ rồi. Tại vì khi các vị vừa khởi suy nghĩ thì một tràng suy nghĩ nó vừa hiện lên thì nó đã tuột ra khỏi tầm tay của các vị, nó thành quá khứ rồi đó. Cho nên tâm lặng hết những ngôn ngữ thì thầm, không còn một tiếng thầm thì gì ở trong đây nữa, thì gọi là dừng tâm ngay trạng thái Phật chiếu sáng. Thế thì ngay cái pháp niệm Phật đã là thiền rồi. Mình đừng có nghĩ rằng là mình lâu nay tu theo truyền thống niệm Phật như thế rồi nghe người ta nói thiền tập là mình cảm thấy là nó rất dị ứng, thưa không. Và đa phần các thầy của truyền thống Phật giáo từ quá khứ tới hôm nay chưa hề giải thích về điều này. Các thầy cứ bê nguyên bản văn hóa của Trung Hoa, họ bài làm sao các thầy làm vậy. Rồi bây giờ qua học cái nghề cốc cốc chen chan của truyền thống Tịnh Tông tam thờ hệ niệm về, làm như là Phật giáo Việt Nam không có pháp môn hành trì. Bê nguyên bản của thầy Tịnh Không từ bên Úc về để tổ chức này Phật thất, nọ Phật thất kia. Phật tử ta rất là dễ thương, rất là ham tu nghe. Nghe nơi đâu có Phật thất tam thờ hệ niệm rồi, cộng với cái khả năng diễn đạt mấy thầy là sẽ xin về ao thất bảo, xin trong hoa sen vân vân, rồi đem hết rồi cả bà con dòng họ mình xin về đó nữa. Thì thưa các vị, ơn nguyên cả một cái khối tâm phàm phu chấp trước ngã ái mình mang về bên kia. Thế mà các thầy lại dám tự hào rằng mình giải thích giáo lý Đạo Phật đúng với tinh thần của Đạo Phật mới lạ. Trong khi đó, cái điều gần gũi và dễ hiểu nhất là cái gì có sinh thì có diệt. Chứ làm sao mà vô sinh bất diệt được? Ngay nơi hình hài của các vị, khi niệm sinh thì nó diệt. Có phải vậy không? Chỉ đạt đến trạng thái vô sinh của niệm thì nó mới vô diệt thôi. Rồi ví dụ gần thế này,
từng tràng ngôn ngữ của các vị mà nó cuồn cuộn nó chảy ra thì có cái gì có mặt phía sau nó. Khi nó khởi một dòng suy nghĩ đi ngang qua tâm thức các vị, khi nó lặng rồi thì liền tức khắc. Chúng ta thấy ra cái thể nhận biết rỗng lặng tự nhiên chiếu sáng không có ngôn ngữ, nó mới là cái trạng thái thường hằng vĩnh tịch vô sinh bất diệt. Còn cái trạng thái ý thức luôn sinh luôn diệt một tràng thì nó có và không chứ. Thì ngay nơi tâm thức các vị đã thể nghiệm được cái sinh và cái diệt liền tức khắc, chứ có phải khó hiểu đâu. Thế mà dám bảo rằng sinh về cảnh giới đó vô sinh bất diệt thì cái điều này rất là sai. Trong khi trong văn bản chư tổ giải thích rất là rõ là vãng sinh Tây Phương rồi làm chi nữa, hồi nhập ta bà, tức là sinh về đó rồi lại trở lại trần gian này, rồi tu tập để chứng được quả chánh giác, có phải vậy không? Thế thì làm chi cho mất công vậy, chạy lên là chạy về. Trong khi ngay bây giờ, ngay ở đây liễu ngộ được phá các vị hành trì điều của Đức Thế Tôn dạy thì trực chứng được ngay thân tâm các vị là thể vô sinh bất diệt tự tâm. Tại sao mình không có đi trực tiếp vào pháp hành trì, mình đã chạy vòng quanh? Có hai cái lỗi nơi đây thưa các vị. Cái lỗi thứ nhất đó là mình vô cùng là nô lệ văn hóa Trung Hoa nhé. Từ thời Lê về sau, tất cả pháp hành trì thưa các vị mình đều bê nguyên bản các vị sư Tào nói làm sao mình làm y làm vậy. Và cái tâm thức của mình nó là một loại tạp khí nhuộm rất đầy, cho nên ngay bây giờ mình lột bỏ cũng không phải dễ. Ngay bây giờ mà đụng đến vấn đề của Tịnh Độ Tông, đụng đến vấn đề niệm Phật thì không phải các Phật tử phản đối. Mà ai phản đối? Cả một cái bề dày của Đạo Phật hiện tại đang phản đối. Không có một thầy nào không cố tình làm cho cái niềm tin của các vị đối với cái pháp hành trì đó càng ngày càng dày ra, trở thành cuồng tín. Tại sao các thầy cố tình làm điều này? Mình hình dung rằng cái cơ chế cúng dường, bố thí và nuôi dưỡng chư tăng nó được hình thành từ cái dòng chảy văn hóa Việt Nam tới 2000 năm rồi. Các thầy sống trong cái điều kiện cơ chế cúng dường của các vị để tồn tại. Chùa chiền nhà La mọc ra cũng từ cơ chế cúng dường của các vị để có. Tôi đố có một vị thầy nào bán của cải điền viên từ Việt Nam qua đây dựng cái chùa. Các vị đếm hết những cái nhà La ở Mỹ này coi. Chùa nào là chùa riêng của các thầy bằng công sức, mồ hôi, nước mắt đi làm để có được cái chùa? Không hề. Khắp hành tinh này chưa có một cái chùa nào là của các thầy cả. Và thưa các vị, trên đất Mỹ này chưa có một vị thầy nào sáng vác xác đi làm, chiều vác xác về để có đồng tiền tự nuôi sống mình nghe. Các thầy sống từ cái đồng tiền chi? Thế thì đâu có ngại ngần chi tô bồi thêm cái niềm tin của các vị đối với cái con đường truyền thống Đạo Phật đã được các sư Trung Hoa dạy cho tới hôm nay, để cái cơ chế cúng dường được duy trì, được đời sống tăng lữ có một cái loại đẳng cấp nhất định để sống giữa cuộc đời này. Và dần dần thưa các vị, tu là một cái nghề. Người ta chỉ cần khoác áo người tu, người ta chỉ cần làm công việc ma chay lễ lược đối với đời sống các Phật tử là đã có thể sống một đời nhàn hạ rồi, các vị biết không? Và không có cái đầu tư nào mà không lỗ vốn cả, chỉ có một cái đầu tư là đầu tư làm chùa, không lỗ nghe. Làm thầy tu càng khỏe nữa. Và kỳ thực, gần gũi nhắc tôi không cần làm một ông thầy giảng kinh thuyết pháp, rất là mệt. Tôi chỉ cần làm thầy tụng kinh thôi. Thưa các vị, tiền đầy túi và khỏe vô cùng. Tại vì ngần đó văn bản kinh mở ra tụng chứ có cần làm gì thêm. Còn nếu làm ông thầy đi bán cháo phổi kiểu này, thưa các vị, điều thứ nhất là nó rất là hao năng lực. Tại vì không thể đem một chuyện mà nói tới nó luôn hoài. Không thể bản cũ làm hoài được. Phải truyền đạt Phật Pháp làm thế nào để nó ứng dụng với căn cơ thính chúng hiện tiền, với hoàn cảnh xã hội, đến từng đạo tràng khác biệt, cũng một việc nhưng mà ta không có quyền lập đi lập về. Và cái khó khăn của những thầy giảng pháp bây giờ là thưa các vị, CD nè, pháp thoại nè, truyền hình, truyền thanh nó tràn đầy. Cái chuyện của mình nói họ nghe hết rồi, bây giờ mình nói tới nó lui thì họ chưa nói họ biết rồi, ổng sắp nói rồi đó, chuyện đó đó. Thế cho nên nó rất là gì, rất là khó sống so với cái nghề đi tụng kinh thưa các vị. Do vậy cái bề dày của Đạo Phật cho tới hôm nay, các vị hình dung rằng nó tồn tại trên cái nền tảng cơ chế cúng dường.
Do vậy cho nên đụng đến Tịnh Độ Tông là đụng đến cái nồi cơm bát gạo của người ta, đụng đến sự sống người ta, và không ai đem nồi cơm mình đem đập. Và nếu có kẻ nào nó ngu ngu, nó đụng đến nồi cơm mình thì mình làm chi? Hiền lắm thì cũng tẩy chay, mà dữ thì cũng phải làm cho hắn bưu đầu sức tráng thì chớ. Chuyện đó phải vậy thôi. Thế thì thưa các vị, cái điều mình thưa để cho các vị thấy rằng là cái bước đầu của con đường tu đi vô đó là tự vấn. Mình lặp lại, cái tự vấn đầu tiên nó đặt nền tảng cho tôn giáo. Thế rồi tách ra một phần cái tôn giáo mà chúng ta đang tu đó là đạo Phật. Thì tông nào nó cũng đặt cái câu này lên trên là ai? Tịnh Độ Tông đầu tiên, ai đang niệm Phật? Và khi các vị ứng dụng được điều này thì các vị đi vô đỉnh rồi nghe, đi vô thiền rồi nghe. Ví dụ như các sư của truyền thống Tịnh Tông bài cho chúng ta là ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật từng tiếng rõ ràng, tức là mình niệm một câu A Di Đà Phật thì mình dùng cái năng lực tâm mình nhìn thấy Nam Mô A Di Đà Phật nó đang tuôn chảy ra, rồi dừng liền, không niệm nữa, tức là dừng cái khả năng tụng trong đây, hỏi một tiếng rất là mạnh là ai, ai đang niệm, thì cái gì nó có mặt nơi các vị. Cái dư lực của câu hỏi nó hàm một cái nghĩa là cái dư lực của năng lực hồi quang nhận biết, thì các vị thấy là cả một vùng tâm thức nó rỗng, nó lặng, nó trống, nó yên, nó không có tiếng thì thầm gì cả, nó chỉ đơn thuần là cái trạng thái quan sát thôi, hay cái từ khác người ta dùng là cái trạng thái nhìn thôi, và cũng có một cái từ khác là cái trạng thái nhận biết thôi. A Di Đà Phật câu hỏi ai đang niệm Phật, dừng lại, không nói thêm tiếng thì thầm rầm rì gì nữa cả, chỉ dừng lại để nhìn coi, quay ngược ánh sáng tâm lại, nhận diện coi là cái con người nào đang niệm Phật đây, ai đang niệm Phật đây. Và khi các vị nhìn lại thì cái gì nó phát sinh đây các vị? Cái phát sinh thứ nhất đó là cái năng lực quay lại, cái năng lực chiếu kiến. Nếu dùng cái từ trong kinh Bát Nhã thì các vị đang chiếu kiến năm uẩn đó. Nếu có sự may mắn thì các vị khi khởi tâm, khi các vị nhấn mạnh cái chữ này ai đang niệm Phật thì các vị dừng, thì cái năng lực chiếu kiến của các vị nếu may mắn thì nó đốt cháy năm uẩn, thì liền thấy năm uẩn là không. Và nếu nó chưa có thấy được năm uẩn là không thì tối thiểu nó cũng có một giây, hoặc là 5 giây, hoặc là 1 phút nó lặng hết, nó không còn cái khởi niệm lăng xăng, không còn có sự suy nghĩ nào cả, nó chỉ đơn thuần là trạng thái nhìn lại nhận biết thôi. Thì cái trạng thái này thưa các vị nó ngang với trạng thái chánh niệm hiện tiền của thiền tập đi vô. Thế rồi sau 1 phút người ta lại làm một việc kế tiếp là Nam Mô A Di Đà Phật, ai đang niệm Phật, niệm Phật thì tùy, ai đang niệm Phật đây, thì đánh thêm một tiếng nữa, thì lập tức là cái dư hưởng của cái âm lực mà chúng ta tự vấn, thưa các vị, nó như là một cái tiếng gầm nổ ra tan biến hết mây mù. Và khi các vị gieo cái tiếng ai đang niệm Phật đây, gần lại hỏi chính mình như thế, thì mọi thứ phiền não trốn ở trong tâm thức các vị liền rớt xuống. Và từ cái kệ ngữ này nó hình thành thiền công án vào thời Tống. Thưa các vị, nó cũng xuất phát từ đây. Cái tiếng niệm Phật thị thùy nó cũng là một loại thiền công án, nhưng mà nó phát sinh từ cái dòng chảy của Tịnh Độ Tông do các tổ thiền tông khai thác. Thế rồi mình liên hệ với một điều nữa thì các vị thấy cái tính chất thiền của nơi đây, và cái vấn đề rất là quan trọng là cái tự vấn để đi vào con đường tâm linh. Ví dụ, cái công án đầu tiên đó là Huệ Khả một hôm đầm đìa nước mắt, bảnh lễ Đạt Ma, xin Thầy từ bi ban cho con pháp an tâm. Ông nói, mi đem cái tâm bất an ra đây ta ăn cho. Đem cái tâm bất an ra đây có hàm nghĩa chi? Ngươi hãy quay trở về, ngươi nhận diện coi cái tâm bất an của mi nó đang ở đâu, rồi mi lôi đầu nó ra đây ta điểm trán đó. Và các vị thử hình dung rằng ta có bất an không? Ta có giận không? Ta có buồn không? Ta có lo lắng ưu tư không? Cũng có. Nhưng mà nếu các vị làm một việc như là các vị đang đối diện trước Bồ Đề Đạt Ma, các vị lôi cái tâm bất an ra để trình cho Ngài, thì các vị quay ngược ánh sáng tâm của các vị nhận diện nó, thì tức khắc là các vị thấy đó chỉ là một khoảng không gian rỗng, trống, lặng, yên của lòng, chứ không có cái bất an gì cả. Nếu may mắn mà lúc đó có Bồ Đề Đạt Ma thì ta sẽ trình một câu giống như Bài Khả cho ông khác, và bạch Thầy con tìm hoài không thấy có bất an. Và nếu lúc đó mà có Bồ Đề Đạt Ma thì nói ta an tâm cho mi rồi đó,
Thế thì lãnh được cái y làm đệ nhị tổ rồi. Và cái chuyện này không phải khó nghe. Ai cũng có nỗi bất an, có phải không? Ai cũng có khả năng quay lại nhìn nỗi bất an. Có điều có những cái lúc mình may mắn là mình nhìn cái nó biến mất. Có những lúc nhìn nó không biến mất mà nó còn trừng mắt nó nhìn lại mình nữa, nó lôi mình luôn. Thì cái chuyện đó thì không nói, do vì cái năng lực của mình nó còn yếu quá. Nhưng mà thưa các vị, cái con đường này, con đường người xưa đã ngộ đạo nghe. Từ cái chỗ tự vấn để người ta đi vào con đường tâm linh. Rồi mình ôn lại. Thưa các vị, cái khởi đầu của mọi con đường tâm linh là con đường tự vấn. Tại vì nếu các vị luyện đời sống, các vị theo cái dòng chảy bình thường, các vị an phận với cuộc đời là ta sinh ra giữa trần đời, người ta lớn lên theo tháng ngày, người ta có gia đình, người ta hưởng chút hạnh phúc, niềm vui của cuộc sống, rồi ta già, rồi ta chết, rồi chấm dứt, không có gì thắc mắc nữa. Thế thì cuộc đời mình nó trôi xuôi rất là bằng phẳng. Thế nhưng mà không có một tâm thức nào họ vươn đến một cái chiều cao của tri thức mà họ bằng lòng với điều này. Họ không bằng lòng với cái chuyện là sinh ra để là theo cái dòng chảy nó cuồn cuộn, nó rất là vô lý như thế. Cho nên họ có một chút tự vấn là phải làm sao? Chứ chẳng lẽ ta sống như thế này? Người trần thế đôi khi họ còn hỏi là ta lỡ sinh ra trong trần thế phải có danh gì với núi sông, phải không? Nhưng mà có những người thì họ không có thắc mắc, không có đòi hỏi cái chuyện danh và lợi, tại vì họ thấy những thứ đó nó rất là phù du. Đời người các vị bon chen cho mấy, cực nhọc mấy, thế rồi vào cái tuổi nào đó thì này lợi này danh nó cũng bỏ các vị nó đi, này tình này tiền nó cũng bỏ các vị nó đi, này sức khỏe nó cũng bỏ các vị nó đi, rồi thọ mạng nó cũng rời các vị nó ra đi. Cho nên mọi thứ, nếu cái trình độ tâm thức người ta vươn đến một cái tầm cao nào đó thì họ tự nhiên thấy việc phải làm đó là gì? Mở một cái con đường tâm linh đi vào để thăm dò vào cái cõi vĩnh hằng không sống không chết. Mình lặp lại, cái cõi vĩnh hằng không sống không chết này tôn giáo nào cũng mở ra cả. Mở ra những cảnh giới xa xôi, mở ra những cái con đường để lừa gạt nhau. Đạo Phật cũng có những con đường như thế. Nhưng mà nó hai con đường nha. Một con đường là phương tiện dẫn dắt ta để làm quen với đạo, để từ từ mình thấm mùi đạo lý, chuyển hóa tâm thức. Một con đường rất là trực tiếp, dội ngược lại anh. Anh là gì? Anh là ai? Anh nhận diện anh cho rõ đi. Và cái con đường này thưa các vị, đó là con đường của Đức Bổn Sư Từ Phụ khai thác. Và chưa có một tông nào sinh ra từ đạo Phật mà không có mang cái âm hưởng này mà gọi là đạo Phật được. Mật tông, thiền tông, tịnh tông, thưa các vị, cái điểm đến, cái đích cuối cùng của nó là phải dội ngược trở lại để nhìn rõ năm uẩn các vị là gì. Và khi các vị nhìn tận nguồn cơn, thấy được năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức nó vốn là rỗng, vốn là không, thì nó lộ ra cái thể chân thường không sinh không diệt, là cái tâm Phật bất sinh của các vị liền có mặt. Cho nên mình đừng có lạc lõng vào cái thế giới phương tiện phù hoa của các thầy. Mình hãy đi vào dòng chảy chính của Đức Thế Tôn dạy, nghiên cứu tận đầu nguồn để biết rằng cái pháp nào là pháp phương tiện, pháp nào là pháp chân thật, để chúng ta quay về sống cho được. Bằng không thì thưa đại chúng, một đời nó không có nhiều lắm đâu. 50 năm, 70 năm giữa trần đời nó không dài đâu. Lay quay là các vị bỏ hình hài, các vị bất biến mà có phù du, và hãy dở trang báo mà coi. Có những cái cáo phó còn nhỏ tuổi hơn các vị mà. Có những cáo phó thì người ta 90, 100, nhưng mà có những cáo phó thì 30, 40 đã có. Và thưa các vị, những bất trắc của cuộc đời này nó không có chừa một ai đâu. Và ta không lường được là cuộc đời ta, những bất trắc nó sẽ đến bất cứ lúc nào. Đang yên bình tĩnh tại, đang khỏe mạnh vậy, thưa các vị, chỉ cần một cơn gió đi ngang qua ngã cái đuổi ra đi chứ có phải khó khăn chi đâu. Rồi bên Cali, thưa các vị, một con nhện nhện đen thôi, có chấm đỏ vậy này, có nhện nhện nó cắn là chết. Rồi chỉ cần đi ngoài đường thôi, một con rắn rung chuông nó chạm các vị thì các vị cũng ô hô rồi, chứ đâu có cần phải làm cái gì nhiều nhãn đâu. Một thân thể ta nuôi dưỡng chăm sóc vô cùng cực. Thế nhưng mà cái chết thì nó rất nhẹ nhàng, nó đến cái cục là nhẹ nhàng vô cùng ra đi, thưa các vị. Cho nên thưa đại chúng, đời sống con người
Nó luôn có những cái bất trắc chung quanh rình rập ta. Rồi những bất trắc nó rình rập người thân của ta. Do vậy cho nên nếu trong một đời mà chúng ta không có duyên lành gặp Phật Pháp thì chẳng nói làm chi. Trong một đời sống này mình có đủ duyên lành gặp Tam Bảo, thấu đạt cái chánh pháp, mà không tu thì thưa các vị rất là tội nghiệp cho một kiếp sống mong manh. Thưa các vị là đạo Phật đó, nó không phải chỉ có cửa trí thôi nha, mà cửa bi nữa. Hai cái bi với trí nó làm thành đôi cánh để cho đạo Phật tồn tại tới hôm nay. Cái điều rất hẳn nhiên đó là phương tiện pháp và thật pháp, hai pháp này tùy vào căn cơ của từng người họ đi vô, chứ không phải là bắt mọi người phải đi vô bằng cái con đường trực tiếp thể ngộ đạo. Có những người căn cơ của họ nó không có đủ bén nhạy, cho nên đối với vấn đề niềm tin rằng năm quẩn bốn không họ không tin được. Năm quẩn có thôi chứ không năm quẩn bốn không được, cho nên tôi phải niệm Phật tôi vãng sinh thôi. Do vậy cho nên các tổ thiền tông triển khai cái con đường niệm Phật để pháp môn của Phật dạy nó phổ biến, nó đủ rộng, để cho những người gieo duyên lành với Phật Pháp có thể một đời họ không liễu ngộ được thì đời sau, nhiều đời sau nữa. Và từ phương pháp niệm Phật nó sinh ra phương pháp là tụng kinh, nè, bái sám, nè, hành trì, nè, để làm chi? Để cho các vị gieo được cái nhân lành nó rất là dày để đời đời kiếp kiếp các vị sinh ra gặp Phật Pháp để tu. Cho nên gọi là hằng hà sa kiếp mới có thể chứng nghiệm được quả chánh giác là như vậy. Do vì cái tâm chấp của chúng ta rất là nặng, ta không thể thấy được năm quẩn là không. Do vậy cho nên cái con đường mình nó rất là dài. Còn đối với những người họ có căn cơ, họ thấu đạt được cái điều của Đức Thế Tôn dạy là bản chất của năm quẩn vốn là không, thế thì trực tiếp đi vào pháp môn hành trì của thiền tạm là liễn hẳn đời sống và có thể năm quẩn vốn không, liễu đạt được tự tánh vốn rỗng vốn không, thì có thể trong một đời liễu đạt được chuyện tử sinh. Cho nên chư tổ thiền tông hay là các vị đạo sư đều mở rộng cái con đường là khai triển hai pháp hành trì. Con đường tịnh độ thưa các vị là con đường rất phổ biến, mọi căn cơ là vậy. Niệm Phật một tiếng cũng được, hai tiếng cũng được. Gieo duyên lành với Tam Bảo bằng cách là gây lộn với chư tăng, ghét chư tăng, chửi Phật cũng là một cách gieo duyên nha. Để rồi đời đời kiếp kiếp anh sinh ra anh thù ghét Tam Bảo, cho nên anh gặp lại Tam Bảo. Chứ nếu mà không thù ghét thì làm sao gặp lại? Một là có ân với nhau để gặp lại, hai là có quán với nhau cũng gặp lại để trả. Do vậy cho nên cái con đường tịnh tông các vị tổ mở ra là như vậy. Tổ thiền tông khai triển pháp môn tịnh độ là như vậy. Các vị không cần hiểu nghĩa, cứ mở kinh ra rồi tụng tới thôi. Thế rồi kiếp này mình không may mắn, mình chấm dứt thọ mạng, thì mình sinh ra lại gặp được kinh văn đại thừa, sẽ có một lúc bừng ngộ được năm quẩn là không. Cho nên thưa các vị, hai cánh cửa này nó duy trì được cái sự có mặt của đạo Phật cho tới hôm nay. Rồi chúng ta hình dung rằng cái trình độ người tin vào cái con đường niệm Phật để vãng sanh nhiều, hay là cái trình độ người tin rằng năm quẩn vốn không nhiều. Thưa, đây là cửa phổ môn mà, tức là cửa phổ biến rất là rộng, phổ đồng độ sinh. Và cái pháp hành trì của tịnh tông thưa các vị, nó mới giúp cho cái hình thức đạo Phật còn tồn tại tới hôm nay nha. Chùa chiền, tự viện, kinh sách, Phật tượng, tháp miếu đều nhờ công phu của Phật tử có niềm tin với tịnh độ tông, chứ không phải mấy ông thiền sư. Thiền sư thưa các vị, ngay thân tâm này là Phật, ngay hiện tiền tu để đạt đến vô sinh niết bàn, cho nên mọi hình thức các ông coi rất là nhẹ. Gặp thời hoàng đế quỷ diệt Phật Pháp, không cho tu, ông cười. Sai xưa, không cho ta tu ở Già Lam, không cho ta mặc pháp phục Như Lai, không cho ta cạo tóc, thì ta cứ để tóc, mặc đồ bình thường, ta vào núi ta tu, ta xin ăn ta tu. Cái con đường liễu ngộ vậy, cho nên đối với các vị thiền sư thì thưa các vị, không dông tự tại, không lệ thuộc vào hình thức, không cần chùa chiền mới tu được, cũng chẳng cần pháp hội 500, 1000 người làm cái gì cho mệt. Tại vì đủ duyên thì dạy cho một người thấy đạo đủ đền ơn Tam Bảo rồi, chứ không phải dạy 500 người, 1000 người. Cho nên cái quan niệm của các ông rất là thoáng đãng. Và do vậy cho nên cái hình thức đạo Phật còn tồn tại tới hôm nay là nhờ truyền thống của tịnh độ tông. Không có một cái công trình Phật sự nào không từ các vị tịnh độ tông xây dựng hết. Nó là như vậy đó. Cho nên
Các vị có duyên lành với Tam Bảo, tùy vào cái con đường và căn tính của các vị. Các vị cảm thấy là tôi chỉ có thể tin niệm Phật, thì các vị cứ hành trì. Và khi niệm Phật đến tột cùng thì các vị mới khám phá một điều, ồ, hóa ra là Phật tại tâm. Nếu các vị còn nhớ cái câu chuyện của vị thiền sư Ngài Triệu Châu, Ngài khai thị cho cái bà già niệm Phật, hoặc là các vị nhớ rằng có thiền sư Bạch Ẩn một hôm đi chơi, trên con đường đi thuyền từ đảo này qua đảo kia, gặp một người đệ tử Tịnh Độ Tông. Ông hỏi chứ, ông tu cái chi? Nói, tôi tu niệm Phật. Ngài Bạch Ẩn chứ, Phật Di Đà bao nhiêu tuổi? Ông nói, Phật A Di Đà bằng tuổi tôi. Hỏi chứ, ông bao nhiêu tuổi? Nói, tuổi tôi bằng tuổi Phật A Di Đà. Thì các vị thấy là đệ tử của truyền thống Tịnh Tông mà tu tới nơi thì họ thấy Phật ngay tự tâm họ đó. Ngay tâm họ là Phật chói sáng. Thế cho nên ngàn dòng nước chảy ra một biển mà thôi, ngàn pháp môn tu lên tới đỉnh chánh giác mà thôi. Thế thì tùy vào cái duyên lành của các Phật tử. Và hai đường, một là con đường của chúng ta chấp nhận năm uẩn này là có thật, chúng ta tu. Còn con đường là tự vấn, như điều Đức Thế Tôn dạy là hãy hỏi cái năm uẩn anh là gì, cái gì là anh. Và khi mình truy vấn đến tột cùng thì chạm tay vào cái vùng đất là năm uẩn vốn không, chạm tay vào cái vùng đất vô sinh bất diệt. Đến giờ rồi đó, 5 giờ rồi đó, dừng lại được rồi. Chắc hẹn lần sau chúng ta còn có dịp gặp lại vào tháng 5 thì phải.